Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng học các cái thiết lập cần thiết khi vẽ tường. Nội dung bài học sẽ bao gồm hướng dẫn các thiết lập khi vẽ tường và kiểm soát vị trí cao độ của tường trong Revit. Quay trở lại với dự án của chúng ta, thì trong bài học hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một loại tường mới rồi, đúng không? Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách là thiết lập các cái thiết lập khi chúng ta để vẽ một tường. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng học cách vẽ tường nha. Đầu tiên thì mình sẽ quay trở lại với option 1. Đấy, lưu ý nhá, option 1. Rồi mình sẽ vào wall, mình chọn wall architecture. Được chưa? Hôm trước thì chúng ta chọn loại tường này rồi, đúng không? Thì ở đây thì do ở trong giai đoạn concept ấy thì thường chúng ta chỉ vẽ tường hai nét nên mình sẽ không sử dụng các loại tường này mà mình sẽ sử dụng cái loại tường đó, tường concept 220 này. Được chưa? Ok. Rồi, các bạn đã chọn xong một loại tường rồi nhá. Các bạn nào muốn thì có thể vẽ theo các loại tường mà các bạn thiết lập ở đây. Rồi ạ. Sau đấy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái bộ các cái lệnh cần thiết lập ở đây nhá. Chưa? Thì các thiết lập như sau. Thiết lập đầu tiên là thiết lập liên quan đến cao độ của bức tường. Bức tường chúng ta nó sẽ nằm cao độ như nào? Các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai chế độ là Width and Height. Được chưa? Thì cái này thì nó khá giống cái lệnh vẽ cột. Bạn nào có nhớ vẽ cột không? Thì cột nó cũng có cái này. Đó là chúng ta đang ở cái mặt bằng sàn của level 1 nhá. Thì mặt bằng sàn của option 1 đấy. Thì khi chúng ta vẽ thì các bạn muốn vẽ nó từ cái sàn tầng 1 đấy đi lên hay là từ sàn tầng 1 đi xuống, thì các bạn thiết lập đấy. Và thường thì chúng ta sẽ vẽ được theo chiều đi lên, thì các bạn sẽ chọn là height. Được chưa? Đấy. Sau khi các bạn thiết lập là nó sẽ là đi lên rồi, thì nó sẽ đi lên như thế nào? Thì các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ có các cái thiết lập như sau. Thiết lập đầu tiên là nó sẽ đi lên từ mặt bằng sàn lên mặt bằng tầng 1. Tất nhiên thì chúng ta đang ở tầng sàn tầng 1 thì tức là tầng 1 rồi, đúng không? Nhưng các bạn có thể chọn chúng ta có thể chọn sàn lên tầng 2. Đấy, và các bạn sẽ thấy nó sẽ cao độ 36 đây. Đấy, nó mờ mờ đi. Hoặc các bạn có thể thiết lập đó là sàn từ tầng 1 lên tầng 1. Nhưng các bạn sẽ ở giai đoạn này thì các bạn sẽ không thiết lập được đâu. Mà muốn làm như đấy thì các bạn phải thiết lập bên này, thì tí nữa mình sẽ nói nhé. Còn thường thì chúng ta sẽ thiết lập nó từ sàn tầng 1 lên tầng 2 chẳng hạn. Hoặc các bạn có thể chọn chế độ là chế độ unconnected. Thì chế độ này là chế độ không giới hạn và nó gần như là chúng ta đang ở sàn tầng 1 thì các bạn có thể tôi chọn unconnected và tôi cho nó là từ tầng 1 đấy lên bao nhiêu mét đấy. Được chưa? Ví dụ lên 10 mét thì bạn gõ 10.000 vào đây. Được chưa? Nhưng thường thì chúng ta sẽ chọn từ level này level kia, hoặc từ level này ví dụ từ tầng 1 cũng lên tầng 1 nhưng sẽ cộng thêm bao nhiêu mét đấy. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ chọn tầng 2. Đấy, các bạn thấy nó cũng sẽ tương tự đây nhé. Phần thiết lập chiều cao nó sẽ tương tự với đây. Giả sử bạn nào muốn từ tầng 1 và lên đỉnh sẽ cũng tầng 1 nhưng mà sẽ là cách tầng 1 đấy 2m7 ạ, thì nó thiết lập như này. Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn thấy chưa? Cái này các bạn lưu ý cho mình nhé. Đây thì mình sẽ chọn là từ tầng 1 lên tầng 2 đi. Được chưa? Là cái đầu tiên. Cái này mình cho nó không. Đấy, rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ thiết lập là về chế độ Location Line. Chế độ Location Line chế độ khi các bạn kích chuột vào một cái vị trí thì nó sẽ vẽ như thế nào. Đây các bạn thấy này. Mình sẽ chọn một cái bức tường có nhiều lớp kết cấu để các bạn thấy nó rõ hơn. Giả sử như là cái bức tường Stacked Wall này chẳng hạn. Thôi mình chọn bức tường vệ sinh này nhá, được chưa? Các bạn thấy này, mình sẽ cho nó là chế độ màu bạn dễ thấy hơn, đó nhá. Chế độ Location Line bao gồm các chế độ như sau. Nếu các bạn chọn chế độ Wall Center Line, khi các bạn kích chuột vẽ này, đấy, các bạn chọn lệnh đường thẳng để vẽ nha. Đây các bạn kích chuột vẽ chẳng hạn, thì Wall Center Line tức là khi chúng ta kích chuột vào đây chẳng hạn, thì bức tường nó sẽ nằm chính giữa cái vị trí chúng ta kích chuột, nó sẽ nằm chính giữa bức tường. Bạn thấy không? Nó nằm chính giữa. Được chưa? Đấy là cái wall center line. Còn nếu các bạn chọn core center line thì nó sẽ lại nằm chính giữa của lớp kết cấu chính. Đây. Ở đây mình sẽ bỏ cái chế độ này đi. Rồi. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ bị lệch đi một tí và nó sẽ căn đều cái lớp core. Đấy, các bạn nhớ có phần nhớ phần core cái thiết lập kết cấu bức tường không? Được chưa? Còn nếu các bạn chọn chế độ là Finish Phase tức là lớp hoàn thiện, thì Finish Phase vì hoàn thiện nó sẽ có hai mặt, mặt ngoại thất và nội thất.
Nếu các bạn chọn Finish Face External thì nó sẽ như thế này. Đấy. Còn nếu các bạn chọn Finish Face Internal thì nó sẽ như thế này. Đấy. Thấy khác biệt chưa? Đấy. Đây là mặt ngoại thất. Còn đây là mặt nội thất. Được chưa? Còn Core Face tức là cái lớp này này. Đấy. Các bạn có nhớ là trong bức tường nó sẽ có cái Core Barrier không? Đấy. Thì đây chính là cái Core Face. Đấy, được chưa? Thì nó cũng phân ra là Core Face External, Core Face Internal. Đấy, được chưa? Đây mình sẽ cho các bạn Core Face External này. Thấy không nhỉ? Đây, cái đoạn này nó nằm đây. Đó, Core Face Internal. Đấy, được chưa? Thì cái cách lựa chọn cái World Location Line này nó sẽ giúp các bạn vẽ nhanh hay chậm. Đấy, được chưa? Giả sử nhá, ở cái này cũng sẽ ứng dụng trong một cái vài trường hợp. Ví dụ như chỗ những vị trí như là có cột với tường này. Giả sử nhá, ở đây mình sẽ vẽ các bạn xem này. Giả sử mình sẽ, đây là bức tường 250 chẳng hạn. Nó có cái lớp vữa. Và lớp vữa nó sẽ bọc luôn cả cái lớp vữa chúng ta, nó sẽ có như này này. Mình giải thích hơi khó đây. Mình sẽ sử dụng Core External mình vẽ này. Các bạn thấy không? Thì nó sẽ có một cái lớp vữa nó bọc ngoài cột này. Và khi đấy thì sau này các bạn giao tường với nhau như này này. Thì bạn thấy nó sẽ có cái lớp vữa của tường chúng ta, nó sẽ bọc luôn cái lớp cột này. Thấy không? Đấy, thì cái chế độ Location Line nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Ngoài ra ấy, ở những bức tường mà tường nhiều lớp ấy, thì bạn thấy Center Line, Location Line ấy. Đấy, thì nó do nó có rất nhiều lớp kết cấu, mà mỗi kết cấu nó sẽ ảnh hưởng đến đây. Nên các bạn phải cần chọn cho nó chuẩn nhé. Nhất là khi vẽ những cái bức tường mà có nhiều lớp ấy. Được chưa? Rồi ạ. Còn cái thiết lập tiếp theo mà các bạn cần quan tâm đấy là lệnh chain. Lệnh chain này là giúp các bạn vẽ liên tục. Vẽ liên tục là như thế này các bạn này. Đấy, vẽ cứ vẽ liên tục thế này thôi. Đấy. Còn nếu các bạn bỏ chain thì nó sẽ vẽ xong một phát nó kết thúc lệnh. Vẽ xong một phát kết thúc lệnh. Được chưa? Đấy. Rồi. Mình xóa những bức tường này đi. Rồi. Đấy là lệnh chain. Còn lại offset là gì? Offset là cái lệnh mà khi các bạn kích vào một điểm, nếu các bạn thiết lập offset nó khoảng bao nhiêu đấy thì nó sẽ vẽ bức tường chúng ta cách cái điểm kích ra bao nhiêu đấy. Ví dụ 1500 chẳng hạn, thì khi chúng ta kích chuột vào đây, mình kích chuột vào cái đường này vẽ, thì bạn thấy này, thì nó sẽ nằm lệch ra bên này, và các bạn có thể điều chỉnh nó bằng cách ấn cách để đảo bên. Đấy, các bạn ấn cách để đảo bên nhá, thấy không? Đấy, thì đây là offset. Và cái thiết lập cuối cùng ở đây các bạn cần quan tâm đó là lệnh radius, tức là cái thiết lập liên quan đến ở những khúc cua. Nếu bạn thiết lập radius kích vào đây và bạn thiết lập cái bán kính cua chẳng hạn là 600 chẳng hạn nhé, enter, thì các bạn thấy này, khi chúng ta vẽ tường chẳng hạn, mình sẽ phải chọn trên nhé, chế độ này phải chọn trên đấy. Đấy, các bạn thấy không, nó tự động nó bo chúng ta một cái bán kính, được chưa? Đấy, được chưa? Rồi, thì đấy là những cái thiết lập khi bạn vẽ tường. Ở đây thì mình sẽ chỉ nói thêm một cái nữa, đó là cái thiết lập cái chiều cao này, các bạn có thể thiết lập nó ở đây nhé. Đấy, base constraint tức là chân của bức tường nó sẽ nằm ở level nào. Top constraint tức là đỉnh của bức tường nó sẽ nằm ở level nào. Base offset tức là từ cái level này nó sẽ lệch theo chiều lên hay chiều xuống. Nếu các bạn thiết lập theo chiều dương thì nó sẽ đi lên, còn các bạn thiết lập theo chiều âm thì cái chân bức tường nó sẽ đi xuống một khoảng nữa. Tương tự chọn top offset. Được chưa? Đây thì mình sẽ thử vẽ cho bạn một chút để cái này các bạn hiểu rõ hơn nhé. Cái này cũng khá là quan trọng. Ví dụ mình sẽ vẽ này. Mình sẽ thiết lập cho nó từ tầng 1 lên tầng 1 và cao là 3600. 4000 đi, ví dụ thế. Chúng ta thử vẽ nha. Đấy, được rồi. Mình sẽ về mặt đứng cho bạn xem này. Đây, bức tường của chúng ta ở đây. Bạn thấy không? Chân của nó tầng 1, ví dụ mình điều chỉnh này. 1000. Nó đi lên, thấy không? Âm 1000. Thì nó đi xuống này. Đấy, đi xuống từ cái level 1 này này. Đấy. Tương tự cho top này, các bạn thấy nhá. Đây 4000 này, mình kéo này đi xuống. Bạn thấy chưa? Được chưa? Thì cái này cũng khá là quan trọng, các bạn để ý giúp mình nhá. Đấy. Ok. Như vậy trong bài học ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn các cái thiết lập cần biết khi vẽ tường và một số lưu ý khi thiết lập lệnh vẽ tường.
Lưu ý các bạn rằng ấy, khi sử dụng Revit các bạn phải luôn luôn thiết lập lệnh rồi mới thực hiện lệnh, tránh các bạn thực hiện lệnh rồi mới quay lại sửa đối tượng thì rất là mất công và mất thời gian nhé. Các bạn lưu ý cho mình điều này và hãy cố gắng thiết lập thật chính xác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.